đẩy ra đi ở trong bụi đấy, đẩy ra đi. Đây rồi, sát đao tìm bạn thôi. Sát đao tìm bạn luôn này. Ôi à, anh này con mẹ nó vẫn để cái cơm kia nó ăn dây kìa. Khó tin lắm các bạn ơi, tự dưng bây giờ có ông nào cũng vào mới vất tôi 2 triệu ở kèo. Kèo mời mạng dễ, nó không phải là dễ nhưng mà nó là dễ so với số tiền là 2 triệu các bạn ạ. Dễ bị mất đấy anh em, ra cỏ kèo 2 triệu mời mạng là dễ bị mất tiền đấy. Ván này do anh pen đã nha anh em nha. Mình đánh pen đã nha các bạn nha. Mẹ thằng Thên này có tên là ABC các bạn ạ. Mẹ nếu biết được là tên này để nó khịa tôi phải không ta. Quá láo rồi. Ôi à, à Pandemic cũng được. ADC gặp ABC. Cặp đôi support mid. Cảm ơn Duy Bách nhá. Cảm ơn bạn. Tôi không biết là kèo móc hay không nhưng mà thực sự để mà nói giờ có kèo nắc 10 mạng mà 2 triệu thì khó tin quá. Nếu mà tầm khoảng 500 thôi thì còn dễ tin. 2 triệu chất chơi quá. Aza tinh linh mạnh không anh á? Mạnh em ơi. Aza đi rừng cầm tinh linh cho em nhá. Aza đi rừng cầm tinh linh mạnh lắm. À lại nhớ ngày xưa anh bị Hải Phòng đổi mất tên. Hải Phòng là ai? Sau đấy có cái iPhone IP là IP đấy, IP đấy. Chưa hiểu lắm. Ok. Quá. Không mình đi mid mà. Khổ ghê. Cứ tưởng là đi rừng các bạn ạ. Bảo sao không mua được. Mẹ nó bú mất rồi. Hải Phong á? Hải Phong đâu có đổi tên của mình đâu nhỉ? Đây là anh phực top. Hoặc là anh quản lý cũ. À sếp cũ, sếp cũ. Chưa thấy cái iPhone đâu các bạn ạ. Kéo lừa mà, mẹ thề cuộc đời mình bị lừa hơn nhiều. Đây ở đây ở đây rồi. Đây rồi. Hủy diệt, hủy diệt. Hủy diệt, hủy diệt. Hủy diệt. Đấy, bạn ơi. À! Ui! ABC. Má nó cứu mình là được rồi, nó còn vào kia nó ăn mạng cơ. Giờ chết vẽ cả hai thằng. Sướng chưa? ABC. Ngủ lắm con ạ. Chơi game chả để ý mạng gì kìa. Free your soul.
Vào đấy, vào đấy. Ôi kìa, mẹ. Ơ, kèo của Big Bill là kèo MVP hay là kèo giết 10 mạng nhỉ? Big Bill. Để hỏi lại. Nhanh thế. Music is invigorating, isn't it? An ally has been defeated. Giết được không anh em? Tuyệt vời đấy. Hello anh em, hello anh em nhá. 10 mạng à? Bắn màn này. The audience here is top notch. The flesh is a burden. Sao anh hôm nay lại không như lúc trước không? Là sao em? Bảo thế. Ăn tí nào. Tuyệt vời không ạ? Tôi nắp phải chết rồi. Kéo là phải làm phải. Listeners are much more rare than your tower has been destroyed. Xích nó lại. Chơi đi các bạn ơi. Ôi cút rồi, mẹ bắt màn nó ngay cạnh chứ. Ê, nó có hòm ruột không? Không lấy 2 triệu thì 500k bạn ơi. 8 kill floor nhận thì ghim ạ. Đây là ghim kèo nắc nhá anh em. Nhận kèo nắc nhá. Cảm ơn lươn nắc khôi nhá. Cảm ơn bạn. Đây ván cuối tôi làm trận nắc cho tôi nghỉ cho các bạn ơi. Để tự nhiên được kèo nhiều tiền quá mà không tin vào mắt mình các bạn ạ. Còn mới đang khô nhiều nhá. Cái trận cuối mình làm kèo nắc nha bạn ơi. Bạn thông cảm nhá. Tại vì tôi livestream tôi bị lừa nhiều quá rồi. Nên bây giờ tự nhiên cái lòng tin của tôi nó bị. Giờ lòng tin tôi nó hơi nhạy cảm các bạn. Không phải do bạn mà là do những người khác lừa tôi nhiều quá.
Chết này, chết này. Chạy nhanh này. Ôi ôi ôi. Mẹ. Đấy này. Ôi trời. Kick, sick. Chết này. Ăn TV. Thôi. Vai. Càng đấy nhở, múa ghê quá nhở. Ở đây cũng sẽ là lần cuối tôi trao niềm tin nhá. Lần cuối tôi trao niềm tin các bạn ạ. Tôi vẫn có niềm tin nhưng mà không biết là sao tự nhiên giờ cái tính đa ghi của tôi nó càng ngày nó càng nặng hơn anh em ạ. Cho anh xin gặp quên á. Quên em cũng không nhớ nữa. Để tí em ra em check lại nhá. Chung cái tổng thăng hạng mình không biết các bạn ơi. À đây đó. Vãi vậy. Mẹ mà lên cả kiếm Uri à. Quan tâm nhau thế. Lên cả kiếm Uri dành riêng cho mình luôn các bạn ạ. Team mình có mỗi mình lên phép. À mình để đéo để ý đồ đó chứ. Không nhớ ngọc bên hả em á. Hình như là nhớ mang máng anh ạ. Ngọc tím thì ngọc tím lẫn lộn lắm. Nó có cả ngọc tốc đánh tốc chạy. Xong rồi lại có cả ngọc hút máu phép. Xong rồi lại có cả hút máu phép gì nữa cơ. Ngọc đỏ nữa. Nói chung là nó cũng loại lắm. Bình tĩnh các bạn đi ạ. Lên cái ấy chứ rồi. Thế con sở không như lị. Bú. Lên cái băng nhẫn. Quên lên băng nhẫn rồi. Chết ở nó đâu các bạn. Con Dari lên giày giáp. Con Pain này lên giày giáp cao tơ được Pain nhá các bạn. Mặc dù giày giáp
nhưng mà lại counter được bên mới hay. Nội tại của dây giáp là giảm mấy 5% sát thương đòn đánh tay, mà con pen thì lại đánh tay nhiều các bạn nhá. Sport thì bạn nhiệt tình vậy, tốc biến lên thì anti cover team luôn mà. Đá nó đá vào đấy. 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 Sao mà đỡ được? Pain có thể chí mạng không anh á? Hình như là không em ạ. Xong kèo. Có được donate cho kèo MVP không nhỉ? Bây giờ phải kết thúc rồi, phải kết thúc thì bạn thôi. Xem mà. Bú nút kèo 2 triệu này, đặt niềm tin cuối cùng này. Ừ, ăn tì này. Không ăn tì luôn. Cũng ấy đấy nhở. Cũng cứng đấy, ăn tì à. Đấy, phải như thế. Rat thì bạn nghe vẻ cứng đấy. Ngày được. Có tố chất. Có. Ấy, mẹ em cứ tưởng mình cầm smite cơ. Căng thẳng đấy bạn. Làm hết rồi đấy các bạn ơi. Câu kéo hết. Trả kèo pen nhé, cảm ơn Big Mew nhá, cảm ơn Big Mew nhiều. Chưa huy được. Được đây. Trông yếu đuối vậy. Batman tàng hình nhá. Batman đang tàng hình đứng ngay cạnh này. Kịch bản này quen lắm. À các bạn trên à. Batman này không ra sao không ra nhân công nhỉ. Bên lên anh thì sao ạ? Bên lên anh thì sao ta? Vẫn mạnh. Mạnh mà. Nó ghét mình cái gì sao? Tôi quả đấy tôi không sợ Ari đâu các bạn ơi, tôi chỉ sợ thằng Batman thôi. Batman nó dồn thế là chết.
Đây còn tay giờ còn nhanh để bán đồ không? Chết mẹ luôn. Mất kinh công rồi các bạn ơi. Quái mình không có vào hay không thì vẫn mất kinh công ạ. Còn nếu mà đổi mạng là Batman thì là 4-4. Không đổi mạng được thì vẫn là 4-5. 4-5 thì cũng không đánh được. Bỏ đi các bạn ơi. Like muộn thế á, tôi định like nốt trận này tôi nghỉ đấy. Nhưng mà tự nhiên có kèo nắc hấp dẫn quá. Không biết ông ra kèo nắc, không biết ông còn đang xem không. Đố kỹ phải mạo hiểm các bạn ạ. Thì do tôi gọi đi ngủ rồi nhưng mà thì thằng Batman nó bị gì nó giết mình mà. Tôi chỉ cần quả cầu ấy là tôi cho nó chết. Tay nó vẫn nhảy lắm. Uy tín chưa ạ? Win được chưa ạ? Ui, người ta chỉ làm đúng một phát thôi. Kìa, xích nó lại đi. Sao lại xích để chạy nhở? Ông này buồn cười thật đấy. À, bỏ đấy xích lại là anh em mình quay lại giết trong đấy rồi đấy. Sẽ đặt đèn pin lần cuối nhá. Lần đầu xem live kèo bú đắp 12 mạng chết thai 200k bay số tài khoản qua nhé. Ui, không hiểu sao tôi nghe cái kèo này thì tôi lại thấy rất là tin tưởng nhá. Sợ thế nhỉ? Nghe thôi là thấy kiểu cảm giác nó vẫn kiểu khác lắm. À, do linh cảm nhỉ? Đẩy ra đi ở trong bụi đấy, đẩy ra đi. Đấy rồi, sát đao team bạn thôi. Sát đao team bạn luôn này. Dây kìa. Ờ, vẫn win được. Lẹ các bạn ơi. Lên là khéo win luôn đấy. Nó không kịp đâu. Ai. Bắn đi bạn ơi. Ok không? Duy ơi. Mắt để đâu đây? À đi đâu có tí mau rồi. À mắt để biết rồi. Mẹ Duy ơi là Duy ơi. Nó rồi sinh hết rồi. Cố lên các bạn ơi. Nhà đi. Đúng rồi. GC.
chèo nắc ngon lắm các bạn ạ. Tự nhiên ông này tự nhiên bình thường là không sao đâu, tự nhiên đặt cả tên Lươn Đăng Khôi. Lươn mẹ, cái tên uy tín quá. Lươn hay là lương đây này, nghe nhưng mà tôi nói thật bây giờ tôi cũng muốn lắm, cũng muốn, nhưng mà tôi phải đi ngủ rồi, vợ tôi lại gọi rồi các bạn ạ.